Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus, ngài Vladimir Goshin về thăm làm việc tại tỉnh Hưng Yên với nội dung trao đổi, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn sự quan tâm ngài Đại sứ và doanh nghiệp Belarus đã về thăm và lựa chọn Hưng Yên để đầu tư. Đồng chí bày tỏ niềm vui được tiếp đón ngài đại sứ, khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh Hưng Yên với Belarus trong thời gian qua, đồng thời cam kết dành sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị về đầu tư nói chung và Belarus nói riêng, đồng thời giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, công tác quy hoạch các khu công nghiệp để mời gọi đầu tư, các lợi thế về lao động của Hưng Yên và mong muốn sẽ tiếp tục được đón nhận các doanh nghiệp của Belarus. Đại sứ Belarus cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của tỉnh với doanh nghiệp Belarus, thông báo tháng 3 tới, Thủ tướng Belarus sẽ thăm Việt Nam và muốn về thăm Hưng Yên, đồng thời muốn sự hợp tác nhiều hơn nữa cả về đầu tư sản xuất và thương mại với Việt Nam nói chung và Hưng Yên nói riêng, giữa hai tỉnh Hưng Yên và tỉnh Minsk, mong muốn được đón nhận các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Belarus. Đề nghị tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất để doanh nghiệp triển khai. Hiện tại, tỉnh Hưng Yên có 2 dự án của Belarus gồm sản xuất lắp ráp ô tô và dự án sản xuất chế biến các sản phẩm về sữa với tổng giá trị trên 40 triệu đô la Mỹ. Cả hai đều nằm trên địa bàn xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động.